Chào bạn, mình đang chuẩn bị một combo cho bạn khách đặt bức chợ Bến Thành này, size 40 x 60, và đây là toàn bộ những cái đồ vật, những cái nguyên liệu mà để làm lên bức tranh nhé. Mình giới thiệu qua một chút, sau đó mình sẽ làm cái sơ đồ số hướng dẫn bạn cách để mà làm bức này như thế nào, thứ tự làm và phối màu như thế nào. Đây là nguyên liệu chính là gạo này. Thì có hai loại gạo, một là gạo tấm, hai là gạo gạo dài nguyên đấy, nguyên hạt đấy. Thì gạo dài có từ 1 đến 13. Đấy, nó đi qua các màu trắng này. Tức là vàng nhạt đấy, thực ra không phải là trắng đâu, vàng nhạt. Sau đó tăng dần sắc độ này. Đấy, đến màu nâu sẫm. Màu này chưa phải màu đen, nó là màu nâu sẫm. Rồi những gạo tấm này thì mình chuẩn bị 4 màu, 1, 2, 3, 4. Gạo sữa có 2 lọ, mình để trong cái ống nhựa này, để mà khi mà vận chuyển ấy, nén xuống này thì sẽ không bị va chạm, không bị làm móp cái lọ keo này. Nhưng mà đây nó hơi lòi ra như này thì không biết có sao không. Chắc không sao đâu. Tại vì nó có cái này nó gánh này, cái này nó sẽ thấp hơn. Đây, lọ 502 đây. Thì mình cũng để một ống nhựa bảo vệ. Dụng cụ thì này, que này, nhíp này, một số cái vòi nhựa để lắp vào keo sữa và lắp vào keo 502. Đây, mình có card visit. Mình có in một cái mẫu màu trên giấy cứng mà mẫu mà chính bạn gửi cho mình ấy. Và dưới cùng là ván gỗ có in sẵn mẫu rồi. Đó. Giờ mình sẽ thực hiện sơ đồ số nhé. Xếp những cái này sang đây. Sơ đồ số thường thường là sẽ khá là lâu. Mình đang nghĩ là làm nào để nhanh, nhanh một chút mà bạn dễ hiểu. Rồi, xếp màu qua một bên đi. Rồi, thì đây là cái mẫu in mình in trên tờ giấy A4 để làm sơ đồ số này. Cách làm như sau. Đầu tiên bạn sẽ gắn. Gắn tức là bạn sẽ quan sát này. Bạn làm từ trên trên xuống dưới nhé. Và từ trái sang phải, có nghĩa là sẽ làm hoa đào trước. Đó. Thì hoa đào này, cái thân này là màu màu tối, chính là màu 13 nhé. Mình sẽ nói số. Đấy, còn mình sẽ không quay gạo được vì là cái góc máy nó cũng hơi hơi hẹp. Đấy, cái thân này gắn 13 này. Bạn sẽ gắn cái thân của nó. Đấy, cái cành này, cái cành bạn nếu bạn để ý mẫu ấy, thì sẽ thấy nó cành nó nhạt hơn thân. Tức là cái cành cành nhỏ ấy, nó nhạt hơn cành to. Đấy, cái màu 13 sẽ thân này, cái cành to này, còn màu cái thân cái cành nhỏ này bạn có thể dùng 11. Đây sẽ là 13 này và những cái cành nhỏ là 11. Đó, bạn sẽ gắn. Sau đó đến bông hoa. Bông hoa thì bạn sẽ gắn theo mình là có thể gắn màu màu 10, tức là gắn thành hình bông hoa màu 10. Rồi những cái lá này có thể là dùng màu màu 7. Những cái nhụy này thì là màu 1 nhá. Là những cái đấy, có một bông hoa to này là đậm. Còn những bông hoa nhỏ thì bạn có thể dùng màu màu 8 đi. Đó, để gắn. Còn những cái lá này thì là màu 7 nhá. Rồi cô gái này, bạn sẽ gắn thành hình cô gái, cái nón gắn thành hình cái nón này. Tóc gắn thành hình tóc rồi cặp sách. Đấy, rồi những cái công trình này đa số bạn sẽ dùng màu 13 để gắn bởi vì là quan sát thấy nó sẽ là cái màu màu phân tách giữa các cái mảng này thì chúng ta dùng những màu đậm thì khi đó là đổ nó sẽ không bị trùng, không bị mảng nọ trùng mảng kia. Đấy, do có những cái nét ngăn cách.
Tất nhiên là trong trong hình này thì cũng có những cái nó khác màu, ví dụ như những cái nhấn này thì bạn có thể dùng màu màu 2. À, rồi cái sáng dưới này sẽ là màu 1. À, rồi còn dưới đa số là màu 13 nhé. Chữ Việt Nam mặc dù là hơi to thì bạn có thể tùy bạn có thể gắn bé bút hay là theo mẫu cũng được. Chữ là 13 này. Những con chim này có thể màu 10 hoặc là 11. Đó. Sau khi gắn xong, gắn tạo hình xong những cái toàn bộ những cái chi tiết này, những cái chữ thì bạn sẽ tiếp tục gắn một cái đường chạy xung quanh bức tranh, tức là bốn cạnh của nó nhé. Gắn đường gạo, bôi cứ gắn sát mép này, nối tiếp nhau để chặn gạo, và bạn sẽ tiến qua bước đổ gạo. Đổ thì bạn sẽ dùng thìa, bạn múc vào, múc gạo vào, múc đến đâu bạn sẽ ấn phẳng đến đó. Mình có nhiều clip về cách đổ như vậy thì bạn có thể xem nhé. Về màu sắc đổ á, để cho dễ thì bạn sẽ cứ đổ những cái màu tối trước này, sau đó bạn sẽ qua màu sáng luôn, tức là những cái chi tiết. Còn những cái ví dụ như mảng lớn như là đất này rồi trời thì bạn sẽ đổ sau. Ý mình là ví dụ 13 này là tối nhất, bạn sẽ đổ tóc, nói đổ vào đây chính là 13. Đấy, những cái chỗ tối này bạn quan sát rất là dễ, có thể mở điện thoại hoặc là xem cái mẫu mình in này để nhìn nhá. 13 vào đây là những cái ô này, quần này, bánh xe này, rồi những cái cửa kính ô tô. Đó. Bạn cứ quan sát, bởi vì là màu sắc thì nó chênh nhau một chút, vì vậy là mình quan sát kỹ thì mình sẽ làm sẽ được giống mẫu. Tất nhiên là bạn có thể sáng tạo và lựa chọn những cái màu khác, thì đấy cũng là một cái điểm hay khi mà làm tranh. Sau khi chọn xong màu tối nhé, bạn lưu ý là những cái mảng này nó không phải là một màu đâu nhé. Đấy, cái này thì tẹo nữa mình sẽ nói, nhưng mà ban đầu mình cứ đổ những cái rễ trước, những cái mảng một màu trước, 13. Xong cái quần này màu trắng bạn dùng màu 1. Đấy, nón 1 này, rồi có một cái phần ở đây cũng là 1, đồng hồ viền ngoài 1. Một nó cũng hơi ít, có trời là nhiều đấy. Tiếp theo là sẽ đến cái nón này đi. Nón này thì bạn thấy là nó nhiều màu đúng không? Bạn có thể dùng màu 7. Tức là bạn tưởng tượng là ngăn cách ra như này, bạn lấy bút chì bạn vạch, bạn đổ màu 7 đến đây là dừng. Tức là cái này thì đừng gắn cái gì cả nhé, mà chỉ là cái vạch ngăn cách thôi, cái vạch ngăn cách vô hình. 7 xong rồi 6 xong rồi 5, hoặc là 7 xong 5 xong 3. Đấy, tức là dùng số lẻ như vậy, 7 5 3. Rồi cái áo này bạn có thể dùng màu 8, 8 cũng được, đổ tất áo. Rồi tiếp theo đến cái tab trên này đi. Tab này thì cái nâu này bạn dùng màu màu 10 hoặc là 11. 11 cũng được. Rồi đến dưới này thì so sánh với 8 ta thấy đơn hơn một chút, có thể dùng 9 đây. Cái vàng dưới này bạn có thể dùng màu 5. Đến cái nâu này cũng giống trên 11. Đấy, rồi cái vàng này có thể đậm hơn 5 một chút sẽ là 6. 6. Và ngà này có thể dùng màu 3. 3. Trong này thì tất nhiên vẫn là 6 nhé. Rồi là những cái chi tiết khác thì bạn cứ so sánh với những màu bạn đã đổ, và bạn cứ nhìn mẫu, nhìn màu. Đó, thì sẽ chọn được những cái mảng một màu này dễ nhé, mình sẽ bỏ qua nhé. Đến cái mái này thì có thể dùng giống trên này, 11. Mái dưới này sẽ là 10.
sau đó 9. Có thể điểm 1.8 ở góc. Đấy, nó vẫn cứ nối tiếp nhau như vậy. Tức là gạo thứ nhất đổ này, sau đến gạo tiếp theo. Chỗ này cũng là để sáng một chỗ đi, bày đi. Rồi cái mảng mảng này. Mảng này thì nó cũng có mấy màu đấy. Bạn có thể dùng màu màu 5, màu 4, màu 3. Bạn phân ra như này. Rồi đến cái dải này thì đây là nhạt, trên này hơi đậm một tí. Bạn có thể dùng 3, xong rồi 4, xong rồi 5, xong rồi 6. Đến cái phần dưới này thì nó là 13. 3 nó sẽ là trên này. Theo đến 12 dưới. Đấy. Theo chiều ngang nhé. À, chỗ này trước khi đổ chỗ này thì bạn sẽ phải đổ cây trước. Thì sau đó là những cái phần đằng sau nó sẽ chiếm chỗ nốt. Cái cây này bạn để ý là có 4 màu gạo tấm. Thì bạn dùng cứ 1 2 4 thôi, à, cứ 4 3 2 1 thôi. 4 bạn đổ ở dưới. Bạn đổ 4 ở dưới này. À, xong trên là 3, xong trên là 2, xong cuối cùng là 1. Cứ từng lùm cây một bạn đổ. Lùm dưới đổ trước xong đến cái lùm cây trên. Sau đó thì mới là đổ cái phần phần mảng mảng tối này nhá. Và dưới này là 11. Rồi cái ô tô này. Ô tô này thì những mảng một màu thì dễ nhá, mảng nhiều màu này bạn có thể đổ màu 6 7 8 9 một chút 10. Đấy. Cứ lên đây. Cũng như vậy. 6 đến 10 nhé. Những cái xích lô này cũng dễ rồi này. Đến đất đi. Sau khi bạn đổ hết những cái chi tiết, những cái cây, thì chúng ta còn lại là đất và trời. Về đất thì bạn thấy là cái xích lô này, người đi xích lô này có bóng. Ô này cũng có bóng. Và đằng chân của công trình này cũng có bóng này. Thì cái bóng này thì bạn có thể dùng màu 9. 9, tức là bạn tưởng tượng là nó sẽ có một cái tròn này là 9 này. Đó. Tương tự trên này nhạt hơn. Trên này chính là 8 đấy. Đó. 8 hoặc là 7. 8 thì có vẻ là nó nhạt hơn 8 bên này thì có thể để 7 đi. 9 xong sẽ có 8 nó ôm bên ngoài. Đó, bạn đổ kiểu như vậy thì rất là dễ. Cứ 9 bên một chút bên này, một chút bên này, một chút bên này, xong 8 chạy xung quanh 9. 7 trên này thì có 6 ở dưới. 8 đây sẽ có 7. 7 sẽ có 6, 6 nó sẽ hòa nhập với trên này. Đấy, xong sẽ có 5. Bạn có thể dừng lại ở 5. Hoặc là một chút 4 cũng được. Đó, như vậy. Cứ đậm đổ trước, nhạt đổ sau. Những chỗ giống nhau đổ trước. Sau đó nó sẽ những cái mảng còn lại nó sẽ chạy rất là ngẫu nhiên. Trời cũng vậy. Trời thì có mây là đậm. Mây này thì bạn có thể dùng màu 5 cho đậm. 5. Nó sẽ có hình bánh mì này. Lá 5 chạy dài này. Sau đó sẽ có 4. Xong sẽ có 3. Xong sẽ có 2. Đấy, đây có thể là 2 trên này. Trên này thì cũng là 5. Chạy ngang sang xong 4 xong 3 xong 2. Đấy, bạn dừng lại ở 2, tất cả dừng lại ở 2. Sau đó 1. 1 chính là màu sáng, bạn sẽ đổ nốt vào cái trời này. Đấy, len lỏi qua chữ.
và vừa làm bạn vừa ấn phẳng thì là sẽ từ từ là bạn sẽ hoàn thành được bức tranh. Sau khi ấn phẳng xong và bạn sẽ phải gấp những cái hạt gạo nó gấy gác lên những cái đường bạn đã gắn, hay là có những cái viên gạo nó bị hỏng, là bạn có thể để thấy thấy là có những cái viên đen này, là bạn sẽ phải gấp nó đi, dùng cái nhíp mình chuẩn bị gấp nó đi. Sau khi ấn phẳng rồi gấp những cái xấu, gấp những cái hạt xấu, rồi bỏ những cái viên nó gác thêm bớt để mà bức tranh nó kín này, nó phẳng, tức là tương đối cũng được, kín và phẳng. Coi như bạn cảm thấy ưng ý nhất thì bạn sẽ tiến hành tra keo 502. Khi mà tra 502 thì mình cũng có một clip, bạn có thể xem clip đó. Rồi thì đây là sơ đồ số mà mình hướng dẫn cho bạn để bạn có thể tham khảo đổ bức chợ Bến Thành này. Thì chúc bạn sẽ làm được một bức tranh thật là đẹp và ưng ý nhất. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào.